Chào anh chị cô chú. Thì ngày hôm nay Tài đang có mặt tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Muốn gửi đến cho anh chị và cô chú một thửa đất vườn với diện tích là 1.603 m², mặt tiền đường nhựa nông thôn 7 m anh chị ha. Trước tiên thì Tài nói về kết nối giao thông ở khu vực này. Anh chị di chuyển thẳng theo cái trục đường này này tầm khoảng là 500 m thôi là mình sẽ ra tuyến đường trục chính Mỹ Xuân, ngã giao Hòa Bình, cũng như là mình ra những cái cửa hàng tạp hóa, rồi mình sẽ về tới trung tâm lớn nhất ở khu vực huyện Châu Đức, đó là trung tâm thương mại ngã giao anh chị ha. Thì từ vị trí của mình mà di chuyển về tới đó thì mất khoảng là tầm 2 cho đến 3 cây thôi là mình sẽ về tới trung tâm lớn để mình mua sắm ha. Ở đây thì đường xá thông thoáng, mình di chuyển hướng nào thì cũng sẽ ra được trục đường chính anh chị. Trước cái lô đất của mình thì có một cái vườn cây ăn trái nhìn rất là đẹp anh chị ha. Đủ loại cây ăn trái, cây nào cũng có hết nè. Và trước đất của mình thì cũng có dây điện cũng như là dây internet. Anh chị di chuyển theo cái trục đường này thì mình cũng sẽ ra được đường Mỹ Xuân, ngã giao Hòa Bình ha. Rồi về phần ranh giới á, thì lô đất của mình có 16,6 m mặt tiền đường nhựa, tính từ ngay cái cọc bê tông này và đổ qua này là được 16,6 m. Và ở sau cái lô đất của mình là được 39 m nở hầu anh chị ha. Cạnh phía bên tay trái màn hình của anh chị là được 66,8 m, còn cạnh phía bên tay phải màn hình của anh chị là 55,2 m ha. Đất của mình là phủ hồng dường như là toàn bộ anh chị, và có sẵn 160 m² là thổ cư đất ở ha. Thì hướng đất của mình là thuộc hướng đông nam. Hiện tại thì cái lô đất này nguyên một cái lô đất trống. Nói chung về phần ranh giới thì đã rõ ràng rồi, đất thì cao hơn đường. Ở trong đất thì có sẵn một cái giếng đào, sau này anh chị sở hữu về thì mình có thể mình tận dụng cái giếng này, hoặc là anh chị có thể là mình khoan một cái giếng khoan mới để mình xài cũng được anh chị ha. Lô đất của mình thì khá là phù hợp để cho anh chị cô chú nào đang có nhu cầu tìm kiếm để mình làm một cái nhà vườn, một cái nơi nghỉ dưỡng. Về phần ranh giới thì nói chung là ở sau đã rào lưới B40, còn hai bên thì cũng đã cắm cọc rồi. Sau này anh chị sở hữu về thì mình cũng trước khi công chứng cũng nói chủ ra cắm mốc để xác định ranh giới rõ ràng, rồi anh chị công chứng ha, để sau này mình khỏi bị về những cái phần như là trục trặc, như là pháp lý, nói là ranh giới đó anh chị. Rồi thì Tài cũng báo giá để cho anh chị và cô chú cũng được nắm về cái thông tin giá cả của cái thửa đất vườn ngày hôm nay luôn. Thì hiện tại chủ gửi bán với giá là 2,2 tỷ cho cái lô đất là 1.603 m² ha, trong đó thì mình có 160 m thổ cư. Và cái giá này thì chủ còn thương lượng một tí xíu, nếu như anh chị của chú nào mà thiện chí thì mình về mình xem đất thấy hợp nhãn với mình rồi thì sẽ Tài sẽ gọi cho chủ, rồi anh chị gặp mình trao đổi thương lượng trực tiếp với chủ anh chị ha. Rồi thì bây giờ Tài sẽ cho anh chị xem sổ cũng như là thông tin quy hoạch và những cái hình ảnh ở trên flycam về cái xung quanh, cái quang cảnh ở khu vực này cũng như là những cái khu tiện ích để cho anh chị và cô chú cũng được nắm rõ về xung quanh cái thửa đất của mình anh chị ha. Rồi, tổng diện tích là 1.603 m², hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng là đến năm 2063, sổ này thì cũng mới làm khu đo. Thổ cư nằm ở phần trang tư nha anh chị. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất. Đó, sổ của mình thì gần như là phủ hồng toàn bộ ha. Ở trước thì 16,6 m và ở sau nở hầu là 39 m. Mỗi cành là 66,8 m và cành phía bên kia là được 55,2 m. Còn đây là toàn bộ những hình ảnh ở trên flycam để anh chị và cô chú có một cái nhìn tổng quát ở cái khu vực lô đất của mình anh chị ha. Đường xá
kết nối giao thông ở khu vực này thì rất là thuận lợi ha. Mình di chuyển ra tới tuyến đường Mỹ Xuân Ngoại giao Hòa Bình thì chỉ vài trăm mét thôi anh chị. Ở khu vực này thì đa số khi mà Tài vào quay thì Tài thấy rất là nhiều những cái vườn trồng cây ăn trái, đặc biệt là khu vực này trồng sầu riêng khá là nhiều anh chị. Cái thổ nhưỡng đất đỏ của mình á, thì sau này anh chị sở hữu về mình làm một cái căn nhà vườn thì mình có thể là mình trồng những cái cây ăn trái ha. Nói chung là tầm 1-2 năm thôi là mình sẽ có những cái trái bói để mình có thể là mình ăn rồi, nếu như mà anh chị chăm sóc rất là kỹ ha, như mà phân thuốc thì cái thổ nhưỡng cái loại đất đỏ này thì rất là phù hợp, cũng như là sau này mà cây đủ lớn để mà mình cho trái á, thì cũng đạt được cái năng suất cực kỳ là tốt anh chị nha. Thì ở đây Tài cũng nói rồi, anh chị di chuyển ra tới đầu đường đường Mỹ Xuân Ngoại giao Hòa Bình thì mình cũng có những cái cửa hàng buôn bán tạp hóa, rồi những cái cửa hàng buôn bán thực phẩm như rau củ thịt cá phục vụ cho nhu cầu đời sống bà con ở nơi đây. Và ra tới đó thì mình cũng có những cái nhà thuốc, rồi những cái công ty xí nghiệp lớn nhỏ phục vụ cho cái công an việc làm cho những anh chị ở khu vực xã Lăng Lớn nói riêng và toàn bộ huyện Châu Đức nói chung anh chị ha. Từ cái vị trí đất vườn ngày hôm nay mà nếu như anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây xem thì mình di chuyển tầm là 60 km thôi. Anh chị xuống cao tốc Long Thành Dầu Giây thì mình chạy về theo cái tuyến đường quốc lộ 51. Thì mình chạy tới ngay ngã ba Mỹ Xuân thì mình đi theo con đường Mỹ Xuân Ngoại giao Hòa Bình thì mình sẽ về tới vị trí đất anh chị ha. Còn nếu như anh chị ở thành phố Bịa Vũng Tàu mà di chuyển về đây xem thì mất khoảng là tầm 45 km. Nói chung là đường xá thì di chuyển rất là thuận lợi anh chị. Còn sau này anh chị sở hữu mà có nhu cầu đi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, suối nước nóng Bình Châu thì mất khoảng tầm là 25 km thôi. Mình đi biển thì trong vòng tầm nửa tiếng cho đến 45 phút là mình sẽ ra tới biển rồi ha. Ở đây thì mảng xanh rất là nhiều và kèm thêm là rất là gần với hồ Đá Đen, rồi hồ Láng Lớn nên không khí ở đây thì cực kỳ là mát mẻ anh chị. Rồi bây giờ thì từ ngay vị trí đất Tài sẽ di chuyển ra những cái trục đường chính cũng như là sẽ quay những cái khu tiện ích để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Mình cứ di chuyển thẳng theo cái trục đường nhựa này anh chị là mình sẽ ra tới tuyến đường trục chính Mỹ Xuân Ngoại giao Hòa Bình. Ra tới đây thì người địa phương ở dưới Tài á, người ta nói ở khu vực này gọi là cây xăng Ba Hội anh chị ha. Tại vì mình vừa di chuyển ra là mình có một cái cây xăng. Đó. Di chuyển thẳng theo cái hướng chiếc xe đang chạy đó anh chị thì anh chị sẽ về tới trung tâm của thị trấn Nga Dao ha. Từ vị trí của mình mà di chuyển về tới trung tâm thì tầm khoảng là 2 đến 3 cây. Cũng như anh chị di chuyển theo hướng này thì cũng sẽ đi về tới biển Hồ Tràm đó. Còn anh chị muốn di chuyển về sân golf Châu Đức, đồi cù Suối Nghệ thì mình cũng có thể là mình di chuyển theo hướng này. Thì từ vị trí của mình mà mình về tới sân golf Châu Đức, đồi cù Suối Nghệ cùng khu công nghiệp lớn nhất miền Nam thì mất khoảng là tầm 6 km anh chị. Còn di chuyển hướng ngược lại này thì mình sẽ về tới ngay cổng chào của huyện Châu Đức. Thì ở đây người ta gọi là mũi tàu đó. Thì có hai con đường, là hồi xưa là có một cái con đường là Mỹ Xuân Ngã Giao cũ đó anh chị, đó là bên tay phải màn hình của anh chị. Còn đường thẳng thì gọi là đường Võ Văn Kiệt anh chị ha. Thì mình cứ chạy thẳng là mình sẽ về tới ngã ba Mỹ Xuân để mình đi lên thành phố Hồ Chí Minh đó. Trên góc màn hình của anh chị đó là hồ Đá Đen, một trong những cái hồ cung cấp mà nước sạch cho khu vực Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Rồi còn đây là vị trí ở trên phần Google Maps, cái phần vị trí này anh chị vui lòng kết nối cái số điện thoại của Tài. Tài sẽ gửi thông tin sổ sách, bản tách quy hoạch cũng như kèm theo vị trí để cho anh chị và cô chú có thể là mình đo được cái khoảng cách từ chỗ mình đang sống và về tới cái vị trí đất vườn cần bán là có cái thời gian chính xác là bao nhiêu anh chị ha. Nó ra tới đây thì mình sẽ có những cái quán ăn, những cái khu
tạp hóa bán những cái mặt hàng để phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của mình anh chị. Cứ di chuyển thẳng theo trục đường này thì mình sẽ ra tới công ty Hoa Anh Đào, rồi công ty Misen, một trong những công ty có sức chứa hơn 10.000 lao động ở khu vực huyện Châu Đức anh chị ha. Ra tới đây thì trung tâm của thị trấn Ngà Giao. Thì về tới trung tâm này thì không thiếu bất cứ cái món gì anh chị ha. Đó. Còn di chuyển theo hướng ngược lại thì anh chị sẽ về tới Hắc Dịch, đi về Mỹ Xuân, đi ra tới quốc lộ 51 để đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng kết nối số điện thoại của Tài anh chị tham khảo thêm anh chị ha. Rồi, phần cuối video thì từ ngay vị trí đất vườn, Tài sẽ di chuyển ra những cái trục đường chính cũng như là quay cái quang cảnh ở phía dưới để cho anh chị nhìn rõ hơn ha. Mình cứ di chuyển theo cái trục đường này thì là mình sẽ ra trục đường chính thôi anh chị, nói chung là vài trăm mét thôi. Ở đây thì ra ngoài phía ngoài này khu dân cư ở cũng rất là đông, rất là nhộn nhịp anh chị ha. Và đặc biệt ở khu vực này thì khá là an ninh, cũng như là có shipper giao hàng tận nơi luôn. Rồi ra tới đây thì anh chị muốn về trung tâm thì mình rẽ qua phía hướng phía bên tay phải này anh chị ha. Cứ chạy thẳng là mình sẽ về trung tâm của thương mại của Ngãi Giao. Còn muốn lên thành phố thì mình rẽ theo hướng tay trái. Đó, ra tới đây thì có những cái tạp hóa, bách hóa lớn nhỏ rồi. Rồi thì video cũng khá là dài rồi. Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu từ đất vườn ngày hôm nay tại đây ha. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm ngày hôm nay. Thấy video hay, bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh ha. Xin chào.